đợi gần nửa cái xe thì được bao nhiêu, 75 đồng đấy, 65. Look at that. Hi guys, so hôm nay là thứ hai và tối hôm qua, nếu mà các bạn xem cái vlog vừa rồi á, là Lily có uống cà phê Starbucks, thành ra mình ngủ không có được. Xong rồi nửa đêm 3 giờ rồi mình cứ nằm đó, xong rồi mình mới chợt nhớ là mình đã mất một cái giấy tờ rất là quan trọng, đó là giấy tờ đi xin tiền của chính phủ để đi học á. Và họ gửi về cho Lily thì đáng lẽ Lily phải đi gửi giấy tờ cho chính phủ. Xong rồi cái lúc mà mình tới bưu điện á thì không thấy trong giỏ, thì mình chỉ nghĩ là ồ chắc là để quên ở nhà rồi. Xong rồi về nhà là mình lại quên rồi, không kiếm luôn. Xong rồi đã qua một tuần rồi, tối hôm qua mình bị mình uống cà phê ngủ không được, thì mình mới giật dậy 3 giờ sáng. And I was like, oh my gosh, where could it be? Tại vì cái phòng của tôi rất rất là nhỏ, cái nó nhỏ xíu luôn, mà mình không thấy bóng dáng nào ở đâu hết. Và mất cái tờ giấy đó đã là một chuyện rồi. Chuyện thứ hai á là trong một cái, trong cái phong bì mà Lily đựng cái đó, Lily có bỏ giấy có cái thẻ xanh và một cái thẻ mà có cái số để mình đi làm, social number card. Bởi vì họ yêu cầu cái đó khi mà mình đi nộp thì mình phải đưa ra để người ta kiểu kiểm tra này nọ. Và mình bỏ hai cái thẻ đó vô trong cái phong bì đó, và bây giờ nó không thấy đâu trong cái phòng hết. Và mình đi kiếm khắp nhà, kiếm trong xe, kiếm trong giỏ. And I'm just like, oh my gosh, không biết nằm ở đâu luôn. I can't right now. Hello mọi người, hôm nay là thứ 3. Lily mới lên website của Kylie coi thì nếu mà mua trên 60 đồng thì nó free ship. Thành ra là mình rất là phấn khởi và mình order hơi bị nhiều. Nhưng mà mình rất là hận là khi mà nó ship qua tới Canada thì nó chạc tới tận 26 đồng 90 cent for tax. Are you serious? So Lily mua màu Dirty Peach. Đây là màu Pumpkin. Lily chỉ muốn quay một cái clip unbox ngắn cho các bạn xem trước, bởi vì các bạn có vẻ rất là thích coi vlog về cuộc sống hàng ngày. Sprint. Anh chịu đang làm gì vậy? Đang quay pigeon. Quay pigeon. Pigeon tiếng Việt là gì? Chim bồ câu. Chim bồ câu. Gonna crash. Crash gì mà crash? Chơi game tối ngày thôi. Anh chị đang chơi game gì đó? Battlefield 1. Các bạn có chơi chung với anh được không? Yeah, it's multiplayer. What? Everyone wanna play with you? No one added my Overwatch. No one added your Overwatch. Is that why you're sad? You wanted to play with everyone? No, I play single player. Forever single. Are you single? Hey, are you single? Uh-oh. Here it comes, boys. Here it comes. We're all gonna die. Oh, what happened? Say bye, everyone. Bye-bye. Hello các bạn, Lily đang ở trong Nordstrom. Hôm nay là thứ 5, là Thanksgiving ở bên Mỹ. Thanksgiving ở Canada thì là từ tháng 10 rồi, nhưng mà năm nay hình như Canada mới bắt đầu có Black Friday. Và cái Nordstrom này ở Canada cũng bắt đầu mới có. Lily muốn vlog bởi vì trong này đèn đẹp quá. Và Lily vừa mới đến cái quầy của Travel Tourist và mình đã sắm film star glow and bronze, và Lily có đánh trên mặt. Muốn vlog ở đây bởi vì có ánh đèn thì các bạn có thể thấy, còn ở nhà mình đèn nó không có đủ sáng. Và Lily có đánh blush, tên là S
ecstasy or something. Ờ, có thể là nó về nhà Lily sẽ cho các bạn xem, muốn khoe các bạn là chỗ nó đẹp, quá là đẹp luôn. Khi mà đánh lên rồi Lily không thể nào không mua. Và mình đang đánh trên môi màu expose của Kylie Naked. Đây là outfit của Lily. Cái này cũng vừa mới mua luôn ở Zara. Cái áo này quá là mắc luôn, nhưng mà nếu mà tính ra tại vì này là da thật á thì cũng không đến nỗi, bởi vì Lily thử rất là nhiều áo leather jacket rồi mà không có cái nào nhìn cho nó ra hồn hết. Thành ra mình đã splurge a little bit. Cái áo này tận 200 á, nhưng mà đẹp quá à. Với lại nhìn nó người lớn hơn mà cũng có thể bận kiểu bụi bụi á, nên Lily rất là thích. Và đây là makeup của mình. And this is the store cho các bạn xem nè. Nordstrom, đẹp quá trời luôn. Lần đầu tiên Lily vào á, tại vì là xem trên mạng thấy nó có Charlotte Tilbury, so yeah. Hello, Lily đang ở trong phòng thử đồ của Victoria's Secret. Và đây là đầu tiên Lily thử đồ trong này á, tại vì thường mình toàn mua đồ của Pink á, thành ra là phòng thử đồ của nó rất là dễ thương. Nhưng mà phòng thử đồ của Victoria's Secret is so glam, look at this. Thì giống như một cái phòng lounge, it's so pretty. Pink everywhere. Cái áo này nó đang sale còn 15 đồng, but it's too big. Cái này là size large và thường đồ của Pink nó cũng rất là bự. So I don't know. I'll get it. Nhìn cũng dễ thương. Hello. Sau khi Lily đi shopping, gặp với anh Kiều để đi ăn mì ramen. Tiệm này là có mì ramen cheese và anh Kiều muốn thử. Hi, đợi ăn cái từ mình tới rồi đây. Đây là mì của anh Kiều, tên là spicy garlic. Wait, ramen. Spicy garlic ramen. Spicy. Ăn thử đi. Ngon. Em muốn thử cái đó. Yeah. Okay, it doesn't even look half as good as yours. It's cheese and ramen. Okay, let's hold it up. Cheese ramen. It doesn't even smell good. Mì của anh chịu hấp dẫn với sợ luôn, cho em cái trứng đi. I don't have one thì Lily còn thịt không à, không có trứng. Yeah, thịt trứng. Anh này cheese. Ăn cái này về lát nữa chắc mình bị đau bụng quá. Lily ăn bơ sữa nhiều không có được. Hello các bạn, Lily đã về lại nhà của Lily, cái phòng ngủ yêu dấu của mình. Hello. Hello các bạn. Hôm nay chịu với Lily đi. Đổi lon. Can you guys see this? Look at this. Wow, the long is here. I need sunglasses now. Hey, why are you so deal? Are you gonna wear that? Does it look good? Yeah. I'll take it off when we turn around, I guess. It's not even recording your face.
at the gì không, nhưng mà đây là toàn bộ bộ sưu tập lon của nhà mình. Phòng nhà hàng. Welcome to the đổi lon station. Lily mới phát hiện ra là cái này không phải là người ta cân ký mà là mình phải vô mình soạn ra từng loại một. Oh my god. Người ta đóng cửa lúc 4 giờ mà Lily không có biết là tới phải lựa ra từng thứ một á. Thành ra là rất là mất thời gian. Xong tụi mình không có đổi hết được, vẫn còn 6 bị trong xe. Nhưng mà look at this! Money, money, money! Đổi gần nửa cái xe thì được bao nhiêu? 75 đồng đấy, 65. Look at this! Bạn nào mà qua đây mà kiểu nghèo quá, không có tiền để ăn á, đi móc bọc đi, nhiều tiền lắm á. That's a lot of work, so we didn't have to móc bọc or anything. It was just restaurants. Hi guys, so cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của tụi mình ngày hôm nay. Chịu đang không có ở đây nên chỉ có một mình Lily thôi. Và Lily sẽ end cái video này bởi vì mình sẽ start một cái vlog mới. So yeah, thank you for watching và tụi mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe, bởi vì trong tháng 12 tụi mình sẽ có làm rất là nhiều, you know, like Christmas activities, so it'll be really fun. So yeah, bây giờ Lily sẽ tạm biệt các bạn nha. Bye.